Sau khi xem hết video, bạn sẽ thấy vẽ không hề khó. Này bố sẽ dạy về sữa vẽ con cá gì, nó giống con ngựa anh con nhỉ? Con cá ngựa. Ừ, đúng rồi, con cá ngựa. Các bạn chuẩn bị xem hướng dẫn vẽ con cá ngựa nhé. Nào, chúng ta chuẩn bị thôi. Rồi bây giờ bé sẽ nhìn bố nha. Trước khi vẽ con cá ngựa chúng ta sẽ vẽ mắt này, con nhìn này. Bố sẽ lấy vị trí mắt ở đây nha. Đấy, mắt ở đây. Bố vẽ bút to. Phần vẽ đấy đấy bố bảo, vẽ mắt ở tầm này. Đấy. Nhỏ nhỏ thôi. Mắt nhỏ thôi. Rồi. Mình sẽ vẽ lại cái mắt nha. Mắt ở đây. Đấy, con chấm một chấm ở đằng trong. Đó, giống như mắt. Rồi, bây giờ sẽ nhìn bố này. Chúng ta vẽ cái đầu nhá. Nào, nào, nhìn bố. Đầu cong lên đây như đầu con chim ấy. Con vẽ vẽ. Đấy, con vẽ ở đây. Thế thì chúng ta mới phải học con đi từ đây này. Cong lên đây này. Đấy, giống bố. Đi đi rồi. Đi xuống bố này này, con cứ vẽ theo ý của con đi. Thế thì con mới phải học, con cứ vẽ đi, không sợ sai bố sửa cho. Mạnh dạn lên. Đấy, sai bố sửa đúng rồi. Con nhìn này, cái mồm của nó này, mồm của nó toe ra như này, như đầu con ngựa ấy. Đấy, cái mồm. Lắng nghe. Đây con nhìn bố nhá, cái đầu của nó này cong xuống này. Đấy, chúng ta nhìn này, con vẽ đi, con nhìn nhá cái này này. Lưng của nó này, muốn cong ra đây này, đấy, nhưng muốn cong ra, sâu bên dưới, đúng rồi, nhìn này, nhìn đến cái bụng này, bụng nó ưỡn ra đằng trước này, đấy, bụng nó ưỡn ra, đây này, con nhìn này, nhìn cái đuôi này, sẽ nhìn vào cái đuôi này. Như con đuôi con sâu ấy. Đấy. Con cá ngựa đấy yêu quá. Đây này, con nhìn nó có một điểm ở lưng nó như cái quạt này. Như cái quạt ở trên lưng ấy. Đấy. Con cứ vẽ đi, vẽ theo ý của con ấy, bố không tại đâu con. Con cứ vẽ đi. Đấy, nó như kiểu cái cánh ở trên lưng ấy nhá. Nào, con nhìn bố này, vẽ cái bờm này. Cái bờm này, con nhìn này, cái bờm ngựa này. Bờm ngựa. Đấy. Gì à? Cái bờm của con giống con ngựa ấy. Rồi. Rồi, đẹp quá. Con nhìn bố nhé, bố sẽ chia cái bụng ra này. Chia cái bụng ra để chúng ta vẽ cái vằn ở cái bụng nhé. Nhìn bố. Đấy, sẽ tận đây. Sẽ đi lại nét cho con nhìn nha. Đấy. Đấy, đấy là cái bụng con cá ngựa. Đây, sữa nhìn bố này. Nhìn bố nha, chúng ta sẽ vẽ những cái vạch ngang bụng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 vạch. Đấy. Thưa ra con không vết mau quá. Mau quá nó sẽ xấu, con vết cách xa nó ra. Đúng rồi. Cố gắng lên. Nào. Gần được rồi, cố gắng lên con. Đấy. Ồ, bạn ấy mới có 5 tuổi, bạn ấy vẽ đáng yêu quá, con cá ngựa của bạn ấy. Thôi được rồi. Bây giờ để bố sửa cho con cái đuôi nhé. Con nhìn cái đuôi nó cong này. Cái đuôi nó sẽ cong ở đây này. Đấy, cái đuôi con cá ngựa nó cong vào đây. Uốn lên đây này. Đấy. Đấy chưa? Đây thì bố sửa cho nhé, bố sửa cho bạn sữa này. Cái miệng của nó này. Đầu nó phải ra đây. Đấy. Đầu nó ở đây. Cái lưng này, nhìn cái lưng này. Cong vào đây. Đấy, bụng nó ưỡn ra đây. Con sửa đi, con lấy bút to con sửa. Sửa lại con cá ngựa của con nhé.
Có màu không bố? Có chứ. Tô màu nuôi đáng yêu chứ nhỉ? Ừ. Con thích tô màu gì con tô nhé? Đấy, đây là con cá ngựa của bố. Con cá ngựa của bạn sữa. Cái miệng. Cái miệng lên đây. Cái mũi nữa. Đấy. Rồi bây giờ bố sẽ tô màu nhé. Bạn sữa xong chưa con? Chúng ta chuẩn bị tô màu này. Không phải đi lại cái đấy đâu con. Nó tô màu của nó đè lên hết nè. Đấy con vẽ lốt đi. Vẽ lốt cái bụng lên đi vậy. Đây con vẽ hết những đường của bụng đi. Bố đợi nhé. Bố đợi bạn sữa nhé. Bạn sữa đang sửa lại hình ấy. Bố vẽ rồi. Đấy. Một bạn cá ngựa rất là đáng yêu nhé. Các bạn nhỏ hãy chấm điểm cho bé sữa và bố bé sữa nhé. Sẽ vẽ lần đầu tiên vẽ cá ngựa. Bạn còn nhiều bỡ ngỡ nhỉ. Lần sau sẽ đẹp hơn đúng không? Đấy, lần sau bạn ấy rút kinh nghiệm, bạn ấy sẽ vẽ đẹp hơn nhé. Bây giờ bố sẽ tô. Chúng ta tô màu nhé. Con thích màu gì con tô màu đấy nhé. À, bạn ấy là bạn gái, bạn ấy rất thích tô màu hồng. Bố sẽ tô màu cam. Bố sẽ tô cái này. Con tô cái lưng của nó màu hồng. Con tô cái lưng của nó màu cam. Con thích tô màu cam, con tô màu cam giống bố nhé. Không cần rũ đâu con để vào để bố so sánh nha. Đây các bạn ơi, các bạn ơi xem này, chúng ta có hai con cá ngựa ở đây nhá. Cá ngựa của bạn sữa này, cá ngựa của bố bạn sữa này. Cá ngựa của bạn sữa béo ú này, nhìn yêu quá đi mất thôi. Các bạn hãy chấm điểm cho bé sữa và bố bé sữa nhé. Video hôm nay đến đây hết rồi, tạm biệt các bạn, chúng ta dên ạ. Yeah, tạm biệt. Rồi các bạn ơi. Các bạn đừng quên bấm đăng ký bên dưới để theo dõi và cập nhật những video bổ ích và thú vị nha. Cảm ơn các bạn.